Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với kênh YouTube tin nóng Từ Dân. Mình là Phạm Xuân Dũng. Thưa cả nhà, mình đang có mặt tại bệnh viện Lao Phổi Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình đang đến ngay tại đây để ghi nhận một hoàn cảnh mà mình vừa xem trên Facebook, và qua câu chuyện của họ là mình không thể giúp cho họ được một cái gia cảnh của một hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Mình có thể và cái hoàn cảnh đó như thế nào thì xin mời quý vị hãy cùng mình đến và tìm hiểu. Thưa cả nhà, tại vì ở bệnh viện Lao Phổi này, hầu như là ai cũng họ đeo khẩu trang hết trơn á. Mình ai cũng đeo khẩu trang hết trơn. Mình cũng vừa mới mua một cái khẩu trang để đeo vào. Rồi, đây có thể là người mình cần gặp, chị Thơm. Phòng của chị Thơm á nhé. Đây. À, của chị Thơm ở đây hả? Đúng rồi đó. Chương trình hả? Nhá. Chương trình hả? Dạ đúng rồi. Chương trình tài trợ rồi. Chị đang sốt hả? Chào chị. Vừa rồi chị bị bong chóc nó dễ hả? Bây giờ là nó có bớt rồi đúng không? Nó bớt. Nó ngồi vậy cho chú quấy cái lưng nữa con. Nghiêng ngồi vậy được không? Hôm qua nó khỏe mà kêu hôm giờ tới nắng. Trời ơi. Cháu thấy thì là đỡ rồi đó. Rồi để chú lãnh thuốc cho. Này làm hết rồi hỗ trợ gì? Nó nằm hết. Bạn ta không ai. Bữa nhiều hơn rồi sáng sớm không sợ. Chị nay nhiêu tuổi rồi? 36 tuổi. 36 hả? Yeah. Bệnh. Hiện tại bây giờ là chị đã bị bệnh gì? Bị viêm phổi rồi lao phổi. Viêm phổi, lao phổi. Nhà mình là quê ở đâu chị? Nhà Tiền Giang á. Chị có thể đọc rõ địa chỉ của mình được không? Tân Phong, xã Tân Hội. Ấp gì? Ấp Tân Phong. Ấp Tân Phong. Xã Tân Hội. Xã Tân Hội. Thị xã Cây Lậy. Thị xã Cây Lậy. Tỉnh Tiền Giang. Tỉnh Tiền Giang. Dạ. Dạ ha. Dạ. Chị có được mấy cháu? Dạ, 2 cháu. 2 cháu. Ừ. Chị có thể kể về hoàn cảnh của gia đình mình không? Dạ con. 2 chồng cũng màng dành dụm được 100 mấy. Cũng sửa nhà mà em đổ bệnh từ hôm tháng 4 nay là nằm bệnh viện trước không còn bệnh. Nhà giờ sạch sẽ chứ nhà kia. Chị nằm viện từ tháng tư đến nay. Dạ. Yeah. Về cô vô về mà không có ở nhà được nhiều chứ nằm bệnh viện không à. Yeah. Hiện tại cái nhà mình ở nhà là đã xây tường chứ hay là không? Cái nhà còn xi măng, tre, lập tôn, dắt là tre. Rồi nó một cái lấy tấm bạc á, buộc lại Để dành như người giờ đổ bệnh hết trơn, không còn đồng bạc nữa. Dạ. Nó hết trơn thì thường không mấy đến ăn. Bác sĩ nói mình là bị bệnh gì chị? Bị viêm phổi. Viêm phổi với lao phổi đó ha. Cái gì mà tốn nhiều tiền vậy hả? Tiền thì mình á, hôm trước thì không có bảo hiểm, sau này có được bảo hiểm thì cũng đỡ cái phần theo này. Mà điều nhưng nó việc này mà cái mình trong thuốc không thể mình chạy với cái miếng giá mà cái lưng nó chắc ở bên nó lỡ lưng nó rồi cái mua miếng giá người ta bàn cho chị bác sĩ trên phẫu đó, ta mới giới thiệu là mua cái miếng giá để mà dán cho nó nằm, nó không có tóc luôn, nó không có dính như cái này nè, còn mỗi một miếng 600 ngàn. Mà cái lưng từ lưng dưới đất nó thì 4 miếng. Dạ. Mà nằm có đêm sáng ngày cái bỏ bị gì nó hút ra dơ đó. Cho nên là không có được. Mà hai mẹ con là một đứa nhỏ nữa. Đứa nhỏ cũng bệnh luôn. Đứa nhỏ bị bệnh luôn. Dạ, bị lao phổi luôn. Cũng bị như chị luôn. Dạ, hai mẹ con ngủ nó cũng vậy nè. Da nó bị lây qua phải không? Dạ. Giờ da nó cũng bông da lên. Cũng nói mới rồi biết cái bác sĩ da liễu. Đi tới đâu này da nó đỡ, đem qua da liễu, khám rồi sức thuốc ra thuốc thì nó cũng xuống với cái tay cũng như nó còn mà nó lặn lặn nhỏ. Mà nó cũng bị viêm phổi rồi. Đau phổi nữa. Còn con gái chị thì bị như chị. Ở tim 2 lá nữa rồi bị viêm phổi lao phổi luôn. Con gái chị á hả? Nó bị viêm da cơ địa nữa. Viêm da cơ địa nữa. Viêm da cơ địa là cũng vậy. Dạ dạ. Bên bác sĩ da liễu nói là bị. Bây giờ cháu đang ở đâu chị? Ở nhà chứ. Ở nhà dưới. Bên nó xuất viện. Ở nhà ha. Ở nhà bà nội nuôi. Để em xuống đó em xem mà em coi em như thế nào. Nó ốm dữ lắm, ốm nhom nhất là. Thưa cả nhà đang trước mặt quý vị đây đó là chị Thơm, một hoàn cảnh mà theo như mình được biết rất là khó khăn và đầy bệnh tật. Bản thân chị bị lao phổi, viêm phổi, bây giờ nó còn cả bệnh gan nữa. Thì bây giờ như mọi người chị còn bị viêm da, viêm da cơ địa nữa này. Đó. Cởi áo ra đi, con cởi. Đừng cởi. Dạ dạ rồi em coi vậy được rồi. Rồi. Rồi, đây thì hiện tại bây giờ thì sau một thời gian thì nó đỡ rồi. Đỡ rất là nhiều rồi. Rồi chị ấy xuống đi. Bây giờ mình xem trên Facebook á quý vị ạ. Thì đây mời quý vị hãy cùng xem một số hình ảnh ở trên Facebook mà mình đã xem được nhé. Đây, những hình ảnh của chị. Thì rất là may hôm nay mình đến đây thì chị cũng đã có những cái thay đổi rất là rõ rệt rồi, cũng rất là mừng. Tuy nhiên thì bệnh của chị còn phải kéo dài và đặc biệt thì đứa con gái của chị cũng đang bị bệnh viêm da như chị. Thì sau khi mình đến thăm chị xong, thì mình sẽ về đến nhà. Và mình quay cái hoàn cảnh của chị tại nhà cũng như em bé để xem là các Mạnh Thường Quân nếu có thể giúp được gì cho chị trong cái lúc khó khăn hoàn nạn như thế này. Thì chị có thể kể cho em là cái quá trình mình đi nhập viện á. Mới đầu em đi Cây Lậy, rồi bác sĩ Cây Lậy chụp hình phổi, chị phổi bị nám hết nửa bên rồi chuyển đi lên đến Mỹ Tho, chuyển thẳng chợ Rẫy. Dạ, chợ Rẫy, qua chợ Rẫy yếu người ta chở án về mà gia đình không chịu về. Gán điều trị rồi cái bác sĩ mới bị là lao phổi, viêm phổi gì đó. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch qua, nếu mà nặng thì đưa bên đây. Rồi đưa qua bên đây điều trị được 20 ngày rồi về. Về không được bao lâu nữa vô nữa. Rồi về rồi điều trị qua men gan cao. Gan giờ bác sĩ nói xấu lắm, gan nữa. Về nói chung là ra về vô từ hôm tháng 4 giờ là ở bệnh viện nhiều chứ không có ở nhà. Rồi sao cái chích thuốc bị dị ứng bông, đụng tới đâu là da nó lỡ tới đó. Không đụng đâu được nhưng chỉ đụng được cái đầu thôi, với kéo cái tay lên thôi nó lỡ từ trên xuống nó không có chỗ nào mà làm nữa. Đau lắm. Từ khi chị nhập viện đến bây giờ thì cái số tiền mình phải tốn hết bao nhiêu rồi ạ? Dạ, nhiều lắm, đấy giờ đựng sửa nhà trăm mấy chục triệu á. Bây giờ chị tiêu hết rồi, không còn. Tiêu hết rồi. Hiện tại mình có phải vay nợ vay mượn gì không? Con nhà mua đất với lương nè, tại vì nó lỡ quá. Là sáng gỡ cả tiếng đồng hồ mà máu nó chảy từ trên xuống như này. Rồi chịu không nổi, mẹ mới đi hỏi mượn vay người ta. Cô đây là mẹ ruột hả? Mẹ chồng. Ồ. Cũng như là chồng nó là cái bà nuôi con bé dưới, là đẻ thằng chồng nó, còn tôi nuôi hồi đó là cho tôi hồi 3 tuổi, cũng như bà chị Tám cho thằng chồng nó hồi tôi nuôi hồi 3 tuổi. À, cô là mẹ nuôi? À, mẹ nuôi, mẹ chồng nuôi, gì cũng như là mẹ nuôi luôn. Là cũng như là hai chị em, mẹ ruột cho mẹ, cho chồng em, cho mẹ này, mẹ nuôi hồi cho tới bây giờ. Hồi nhỏ anh lớn? À, hồi 3 tuổi. Tức là cháu gọi bằng dì ruột, nhưng mà nuôi từ hồi nhỏ. Dạ. Từ 3 tuổi đến bây giờ luôn. Cưới vợ gả chồng cho ảnh, cho các vợ cho ảnh luôn. Dạ. Bây giờ ảnh dạ. Thế còn mẹ ruột của ảnh thì đang nuôi con nhỏ kia, cô bác cũng đi làm rồi, nó nghỉ luôn. Nuôi đứa con gái của chị Thơm hả? Nuôi đứa con gái. Rồi thằng con trai của nó đem đi gửi. Dạ. Đem đi gửi nặng là bác nó đưa cho nó. Vì sao vậy đi gửi? Phải đi gửi chứ nhà đâu có ai. Rồi đi bệnh viện hết trơn rồi bỏ nhà nhỏ nhà mình đâu có được. Rồi phải đem đi gửi. Em có nghe nói là gửi về cũng để cách ly cháu ra với chị kẻo sợ nó bị lây nữa phải không? Sợ lây. Thấy nhỏ kia vậy đó rồi sợ thằng con trai vậy rồi cho nên sợ bị lây rồi đem đi gửi. Bữa giờ thì đã có ai đến hỏi thăm và hỗ trợ cho mình chưa? Có, hôm đó thì cũng như là nói cái này mà nó là tính tiền đó. Dạ. Cái sơ có nói con cái anh trật anh gì ở đây nè. Rồi anh nó có đến hỗ trợ. Dạ. Hỗ trợ cho là 4 triệu để là đóng cái tiền đó mà. Vậy ha. 3 triệu. Dạ. Không tạm ứng đó. 3 triệu. Còn triệu mua đồ ăn rồi cho nó. Dạ. Thôi thì hôm nay á, em đến đây, sau khi đến đây xong rồi thì em sẽ về dưới nhà, em sẽ gặp con gái của chị á, em xem thử sức khỏe cháu thế nào và cái nhà của mình đang ở sao, thì em sẽ đưa lên và để cho mọi người hiểu hơn về cái hoàn cảnh của chị. Thì hôm nay thì em đến đây thì em gửi một chút kinh phí hỗ trợ của một số mạnh thường quân gửi cho chị để chị có chút đỉnh để mà tiếp tục điều trị tại bệnh viện ha. Thứ nhất là của nhóm thiền nguyện Úc Châu tại Melbourne và Sydney, Úc, hỗ trợ cho chị 1 triệu. Của cô Tư ở quê ở Gò Công nhưng hiện tại đang sống ở Mỹ, 1 triệu. Của cô Ba ở Gò Công, 1 triệu. Của bạn Vi Trần ở Úc, 1 triệu. Và của cô Gấm cùng ở Úc là 1 triệu. Về tổng số tiền hôm nay là 5 triệu. Thì cảm ơn cô nhiều. Rồi, em xin gửi chị 5 triệu. Rồi, đây là 5 triệu. Dạ. Rồi thì em tấm lòng của các mạnh thường quân gửi cho chị. Cảm ơn mạnh thường quân nhiều. Dạ, hỗ trợ san sẻ chị trong lúc khó khăn hoàn nạn. Dạ. Rồi, chúc chị mau chóng bình phục lên bệnh để trở về. Giờ sốt giờ nước nóng bây giờ sốt nhức đầu. Giờ đang sốt. Dạ, đang sốt. Sốt đi hôm bây giờ đó. Hôm qua nó khỏe lắm chắc, hôm qua nó khỏe hơn mình cô gái rồi bác sĩ cho nó về sớm. Rồi cái đêm hôm nó sốt. Chốt sáng đêm nóng lạnh, sáng đêm nó sẽ cái đầu mát cái da nó xấu mà không được. Chắc là mình do uống thuốc nhiều quá, vô gan đó nó đào thải hết á. Nó bị gọi là nhiễm độc gan luôn. Nhà giờ gió mà mạnh quá bay che không ạ. Nhà của mình bây giờ đi xuống đó là đi hướng nào vào? Ngã ba Tân Hội. Chờ Tân Hội phải không? Chờ Tân Hội. Rồi chờ Tân Hội rồi có ngay cái ba mấy trong đó rồi cháu đi thẳng xuống. Từ từ nó xuống với lên là không biết gì luôn á. Bây giờ ở ngoài quốc lộ 1 đi vô. Quốc lộ 1 đi vô tới ủy ban. Cửa ủy ban rồi dầm lên vậy phải không? Ngay trên đây là có cây xăng rồi có đường xuống để là làng Đan Lát đó, cháu đi xuống cái đường đó thẳng xuống tới trường học. Xuống luôn nữa, xuống trường học mẫu giáo luôn. Rồi tới cái ngã ba là có cái đường hỏi nhà của một Điệp đâu làm ta chỉ. Ngã ba đó là rẽ tay trái. Đi vô xa nữa không? Đi vô cũng hơi sâu chút à. Là nó nhà Điệp, hỏi nhà Điệp đâu là người ta dắt đi nhà chỗ tại ở dưới đó người ta thương lắm. Thì nói thật chứ là cô không có biết chứ cái chuyện mà để mà đăng lên như vậy lúc nó bụng cô không biết. Nhưng mà dưới nó đấy nó thăm nó người ta thấy là tự người ta đăng lên. Chứ sự thật là nhà cô không biết. Rồi vậy thì vậy nhá, chị cố gắng thuốc men ăn uống đều vào cho nó mau chóng bình phục ha. Có gì thì đấy, cũng cảm ơn cô đã chăm sóc cho chị rất là nhiều. Cảm ơn em nha. Bởi vì cái bệnh nó diễn biến phức tạp có lúc thì dậy, lúc thì khác, lúc thì nó khỏe, nó rất là khỏe. Nó khỏe lắm. Mà đêm hơn giờ thuốc là nó nè, đem tinh thần hứng khởi lên cho Thơm. Rồi, thưa cả nhà, mọi người cũng hôm nay thấy mình lên sóng thì cũng hơi bị bịt khẩu trang vậy, tại vì mình thấy là vào đây ai từ bác sĩ cho đến bệnh nhân ai cũng đeo khẩu trang nha, mình cũng phải đeo vào thì để đảm bảo sức khỏe cho mình chống lây nhiễm. Đúng rồi, thì cái tại vì ở đây cái khu bệnh viện Phạm Ngọc Thạch là toàn là bệnh truyền nhiễm không à. Đó, cho nên thì với cái hình ảnh mình đeo khẩu trang như vậy thì rất là mong mọi người thông cảm. Này thì rất là cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với những hoàn cảnh khó khăn bất hạnh. Chúc mọi người được nhiều sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào. Hẹn gặp lại.